Các bạn có thể tham gia và đặt câu hỏi tại cái phần mềm slido.com với cái mã số là G134 uh, hoặc là quét theo cái uh, bên cạnh. Thưa các bạn, chúng ta đã qua một cái đợt của Covid-19 đợt 1 và bây giờ có vẻ như là nó đã bùng lên cái một cái đợt 2 uh, ở tại nước ta cũng như là trên toàn thế giới và đối với cái virus uh, Covid-19 thì nó vừa lan truyền và nó vừa tiếp tục biến đổi gen nó tạo ra các cái genotype mới. Trên thế giới hiện nay thì uh, có khoảng 99 các cái uh, uh, chủng uh, virus Covid-19 và ở Việt Nam mình uh, thì cũng đã phát hiện ra 6 cái chủng khác với cái chủng virus ban đầu. Và cái chủng phổ biến hiện nay uh, đang lưu hành ở Việt Nam của mình là chủng D. 64 g Về cái tính đề kháng của virus Covid đó, thì uh, cho tới hôm nay thì qua cái đợt của Covid uh, lần một uh, uh, từ cuối năm 2019 vừa rồi thì uh, chúng ta đã cũng đã có một số những cái kiến thức uh, 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 cơ bản về cái con virus uh, Covid-19 này thì cái COVID-19 nó sẽ tồn tại trong cơ thể khoảng 4 tuần kể từ khi xâm nhập. Và ở ngoài môi trường thì cái con COVID-19 này nó rất dễ bị chết bởi ánh sáng tia cực tím và nhiệt độ cao. Tuy nhiên ở những cái môi trường lạnh, ẩm ở những cái mặt phẳng kim loại hoặc là nhựa thì cái con COVID-19 này nó có thể tồn tại từ 1 cho tới 3 ngày. Các cái cơ dung dịch dung môi như là ete hoặc là cồn 70 độ các cái chất khử trùng có chứa lo xà phòng, axit chlorofork và chlorhexidin thì nó có thể tồn tại từ 2 cho tới 30 phút. Về vấn đề sinh bệnh học cho tới hôm nay thì chúng ta thấy rằng biết rằng là cái con COVID-19 này nó sẽ xâm nhập vào đường hô hấp và các cái protein S của cái uh, của nó nó sẽ gắn với các cái cụ thể uh, ace 2 trên bề mặt của các cái biểu mô phế quản của người và nó từ đó nó giúp nó xâm nhập vào cơ thể của vật chủ. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là do cái thụ thể ACE2 này nó có mặt ở nhiều cái loại tế bào khác ngoài cái phế nang thì nó nó còn có thể có mặt ở các cái tế bào thận, ở ruột, ở gan và cả tương bào. Do đó cái con COVID-12 này nó có thể gây ra à, tổn thương cho toàn cơ thể. À, cái vấn đề à, của cái con COVID hiện nay chính là những cái trường hợp nặng à, mà nó gây ra do cái cơn bão cytokine và cái vấn đề suy giảm miễn dịch tức thời và đó là những cái trường hợp mà chúng ta cần phải lý giải và giải quyết về đường lây truyền của con covid 19 này cho tới hôm nay chúng ta thấy rằng là nó có thể lây truyền qua tiếp xúc gần cái thứ hai là qua các cái giọt bắn tức là các cái airborne và hôm nay chúng ta cũng khẳng định rằng là nó có thể lây qua đường không khí. À, ngoài ra đường lây tiếp theo có thể là do nó tiếp xúc với các cái dịch cơ thể hoặc là đàn à, khi mà à, chúng ta chăm sóc người bệnh thế thì những cái thủ thuật nào nó có nguy cơ lây nhiễm cao à, cái con covid 19 này đó là các cái thủ thuật à, về đường hô hấp ví dụ như là đặt nội khí quản soi phế quản chúng ta khí dung bằng thuốc à, khí dung thuốc đó, hoặc là chúng ta hút dịch đường thở hút dịch mũi hầu hoặc là các cái kỹ thuật thở mà không xâm lấn như thở bypass, CPAP hoặc là thông khí tần số cao dao động hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta làm vật lý trị liệu lồng ngực mở khí quản hoặc là các cái thủ thuật chăm sóc người bệnh những cái thủ thuật bên nha như mà là chúng ta sử dụng tay khoan trám răng lấy cao răng hoặc bên tay mũi họng làm chọc xoan những cái thủ thuật uh, cấp cứu khác hoặc là khi uh, chúng ta phẫu tích các cái bệnh phẩm nhu mô là phổi khi mà chúng ta tử thiết thì đó là những cái nghi những cái thủ thuật có nguy cơ lây nhiễm rất là cao về vấn đề chẩn đoán một cái bệnh nhân bị covid 19 thì về cái định nghĩa ca bệnh về định nghĩa một cái trường hợp bệnh được gọi là nghi ngờ khi bệnh nhân có rơi vào hai trường hợp sau đây một là người bệnh có sốt và hoặc viêm đường hô hấp cấp tính mà không lý giải được bằng những nguyên nhân khác. Hoặc là người bệnh à, thứ hai đó là người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và có tiền sử à, tiếp xúc tức là đến qua ở về từ dùng dịch tễ có bệnh COVID trong khoảng 14 ngày trước khi mà khởi phát các triệu chứng hoặc là có tình trạng tiếp xúc gần với các cái trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc là xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng thì đó là những trường hợp mà chúng ta gọi là các cái ca bệnh nghi ngờ dùng dịch tễ được xem như là những cái quốc gia những cái dùng lãnh thổ những cái địa phương có ghi nhận ca mắc covid 19 lây truyền nội địa hoặc là nơi có ổ dịch đang hoạt động tại Việt Nam và được công bố bởi cục y tế dự phòng của bộ y tế Việt Nam còn những cái trường hợp tiếp xúc gần giống như trên slide đó đó là tất cả những cái trường hợp mà ta định nghĩa các cái tiếp xúc gần. Và hiện nay thì chúng ta áp dụng các cái trường hợp tiếp xúc gần này để xác định và truy vết các cái F1 khi và là những cái đối tượng mà nó rơi vào các cái trường hợp này được xác định như là tiếp xúc xúc gần với một cái trường hợp F0 là một cái trường hợp nhiễm bệnh. Trường hợp thứ hai là một cái trường hợp bệnh được xác định với những cái bất kỳ người nào mà chúng ta nghi ngờ và sau đó xét nghiệm dương tính với virus Covid-19 được xác định bởi các cái cơ sở xét nghiệm do Bộ Y tế cho phép khẳng định thì chúng ta cũng biết rằng là hiện nay Bộ Y tế của chúng ta đã cho phép là có đến trên 70 cái cơ sở xét nghiệm được xác định là có giá trị để làm các cái xét nghiệm uh, chẩn đoán của cái COVID-19 này. À, đó là về vấn đề dịch tễ, thứ hai là chúng ta sẽ căn cứ vào các cái biểu hiện lâm sàng của người bệnh. Thời gian ủ bệnh của người bệnh là từ 2 cho tới 14 ngày. Trung bình là từ 5 cho tới 7 ngày. Tuy nhiên, các cái thống kê uh, của trên thế giới uh, ở bên Trung Quốc rồi ở bên Mỹ đồ vân vân thì người ta cho thấy rằng là cái thời gian mà ủ bệnh trung bình của người bệnh là khoảng 8,23 ngày. À, và nó vượt hơn cái dự đoán trung bình của chúng ta là khoảng từ 5 tới 7 ngày và chúng ta cần lưu ý cái chuyện này để có một cái chiến lược về vấn đề cách ly người bệnh rồi vân vân cho nó đúng. Các cái triệu chứng khởi phát đó thì người bệnh mà nhiễm Covid-19 thường là người ta biểu hiện các cái triệu chứng như là sốt, ho khan, mệt mỏi, đau cơ. Một số trường hợp thì bệnh nhân có biểu hiện của tình trạng đau họng, ngạt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, ho có đàm, nôn và tiêu chảy. Trên một cái nghiên cứu mô tả về vấn đề triệu chứng trên 1.100 bệnh nhân bị viêm phổi COVID tại Vũ Hán là cái nơi khởi phát ra cái dịch COVID đầu tiên vào cuối năm 2019 thì người ta thống kê rằng là các cái triệu chứng lâm sàng thường gặp ở bệnh nhân mà bị nhiễm Covid đó là sốt xảy ra trong 88% các trường hợp, mệt mỏi xảy ra trong 38%, à, ho khan xảy ra trong 67%, đau cơ thì ít hơn trong khoảng 15% các trường hợp, khó thở xảy ra trong khoảng 19% các trường hợp. Và các cái triệu chứng khác ít gặp hơn như là đau đầu, đau họng, chảy mũi hoặc là một số những triệu chứng dạ dày ruột, bệnh nhân bị tiêu chảy về cái bệnh cảnh lâm sàng Covid-19 tại Việt Nam mà chúng ta thống kê được trên các cái bệnh nhân Việt Nam của mình á, thì mình thấy rằng là những cái bệnh nhân mà không có triệu chứng nó chiếm khoảng 65% các trường hợp. Còn có 35% các trường hợp là bệnh nhân có triệu chứng và bệnh nhân có biểu hiện của tình trạng sốt trong khoảng 23% các trường hợp, có biểu hiện ho trong khoảng 19% các trường hợp, đau rác họng trong khoảng 10% các trường hợp, mệt mỏi đau nhức trong khoảng 7% các trường hợp có khó thở đau tức ngực trong khoảng 3 phần năm các trường hợp và sổ mũi rất là ít à, trong khoảng à, 2% phần trăm các trường hợp là bệnh nhân có tình trạng sổ mũi. Ngoài ra à, trong cái dịch covid mà nó diễn biến tại các nước châu Âu thì người ta cũng thấy có một số những cái triệu chứng lạ biểu hiện bằng các cái tổn thương ở da à, giống như trên hình nghiên cứu và cho tới bây giờ thì ta có hiểu rằng là những cái tổn thương mà biểu hiện ở trên da kiểu này là do cái tình trạng các cái vi thuyên tắc mạch máu và nó gây ra các cái tổn thương trên da. Về các cái báo cáo dịch tễ học về bệnh COVID-19 thì ở Việt Nam mình cho thấy rằng là có khoảng 7% là bệnh nhân có bệnh nền và có đến khoảng 93% bệnh nhân là không có bệnh không không có bệnh nền. Và tất cả các cái nghiên cứu đều cho thấy rằng là À, cái cái nguy cơ của bệnh nhân bị nhiễm Covid là xảy ra cao hơn ở những bệnh nhân có bệnh nền. Trong cái nghiên cứu này cho thấy rằng là nếu bệnh nhân có cái à, cái nguy cơ cao hơn ở bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 nếu trong trường hợp bệnh nhân có bệnh nền. Nếu mà bệnh nhân có bệnh là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái nguy cơ cao hơn nó tăng lên đến 2,7 lần. Bệnh nhân có à, tiểu đường thì nguy cơ là nó cao tăng cao hơn đến 1.6 lần. Cao huyết áp tăng lên đến 1.6 lần và có bệnh ác tính thì cái nguy cơ nhiễm Covid-19 nặng tăng lên đến 3.5 lần. Và người ta thấy rằng là nếu mà bệnh nhân có kèm theo một bệnh nền thì cái nguy cơ của nhiễm Covid-19 nặng tăng lên đến 1.8 lần. Và nếu có hai bệnh nền thì cái nguy cơ lớn hơn hai bệnh nền thì có nguy cơ mà bị nhiễm covid nặng tăng lên đến 2.6 lần à, tại Việt Nam của chúng tôi tôi đưa cái bài này thì cách đây cũng một ngày thì hôm nay thì cái tử vong của chúng ta đã leo lên là người thứ 18 rồi cập nhật cho tới sáng hôm nay sáng hôm nay Bộ Y tế vừa công bố một cái bệnh nhân tử vong là bệnh nhân 52 tuổi có Bệnh nền căn bản là suy thận mạng giai đoạn cuối, ngoài ra có đái tháo đường và có tăng huyết áp. Như vậy thì cái tử vong hiện nay của chúng ta là khoảng 18 người và trong đó già nhất là 86 tuổi và trẻ nhất là 33 tuổi, cái bệnh nhân số 18 công bố là 52 tuổi. Cái tuổi trung bình là khoảng 61 tuổi và cái tỷ lệ nam trên nữ, nam là 7, nữ là 10 nếu cộng thêm cái số mà Uh, ca số 18 thì nam là 8 nữ là 10 trong đó cái bệnh nền phổ biến uh, thì chúng ta thấy rằng là uh, cái uh, suy thận mạng là nó 13 uh, trường hợp tăng huyết áp là 8 trường hợp suy tim là 7 trường hợp và đái tháo đường là 8 trường hợp tôi vừa cập nhật luôn cái ca số uh, 18 uh, vào trong cái uh, biểu đồ này À, về vấn đề diễn biến của một bệnh nhân bị nhiễm Covid thì hầu hết bệnh nhân khoảng 80% như tôi đã trình bày với các anh chị khoảng 65% bệnh nhân sẽ không có triệu chứng, ngoài ra có một cái tỷ lệ thêm nữa khoảng 15 cho tới 20% bệnh nhân kỳ chỉ là những cái biểu hiện của tình trạng nhẹ thôi. Thì hầu hết bệnh nhân khoảng 80% bệnh nhân chỉ có biểu hiện của tình trạng sốt nhẹ, ho, mệt mỏi và không có biểu hiện của tình trạng viêm phổi và thường thường là người bệnh sẽ tự hồi phục trong vòng à, một tuần lễ. Và có rất là nhiều những trường hợp không có biểu hiện triệu chứng cận lâm sàng nào, à, triệu chứng lâm sàng nào và như tôi đã trình bày đó thì ở bệnh nhân Việt Nam mình có đến khoảng 65% những bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng nào cả. Có khoảng 14% những người bệnh nhân <laughs> sẽ diễn biến nặng à, với những cái biểu hiện của tình trạng viêm phổi, viêm phổi nặng cần phải nhập viện và có khoảng 5% cần phải điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực với các biểu hiện của tình trạng viêm phổi nặng siêu hấp cấp với biểu hiện của thở nhanh khó thở tím tái hoặc là nó tiến tới cái hội chứng uh, siêu hấp cấp tiến triển ads hoặc là các cái biến chứng rất nặng như là sốc nhiễm trùng suy đa cơ quan chức năng bao gồm tổn thương thận tổn thương cơ tim <laughs> và có thể dẫn đến uh, tử vong uh, như vậy là diễn biến của uh, và cái thời gian à, trung bình từ khi có triệu chứng ban đầu tới diễn biến nặng thường là khoảng 7 tới 8 ngày. 7 tới 8 ngày. Và chúng ta thấy rằng là cái tử vong thường là nó xảy ra nhiều hơn ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các cái bệnh mạng tính đi kèm. Và ở người lớn các yếu tố tiên lượng à, làm gia tăng nguy cơ tử vong là tình trạng tuổi cao, có điểm suy đa tạng sofa cao, khi nhập viện và nồng độ D-dimer. À, nó lớn hơn 1 microgam trên uh, lít và dĩ nhiên là càng nhiều cái bệnh đi kèm thì uh, cái uh, khả năng uh, tiên lượng nặng và nguy cơ tử vong nó càng tăng. Uh, theo cái thời kỳ hồi phục của người bệnh thì sau cái thường nó diễn biến thuận lợi thì sau cái giai đoạn toàn phát khoảng 7 tới 10 ngày nếu mà bệnh nhân không có biểu hiện của tình trạng nguy cơ hấp cấp người lớn ADS thì người bệnh sẽ hết sốt và các dấu hiệu lâm sàng sẽ trở về bình thường và khỏi bệnh và chúng ta chưa có những cái bằng chứng khác biệt về các biểu hiện lâm sàng COVID-19 ở những cái phụ nữ mang thai. Còn trên trẻ con đó thì đa số các cái trường hợp mà nhiễm COVID-19 thường có các cái biểu hiện lâm sàng nó nhẹ hơn người lớn hoặc là không có các cái triệu chứng. À, tuy nhiên, có một số những trường hợp biểu hiện nặng thì nó sẽ có những cái biểu hiện tổn thương viêm đa cơ quan tương tự như bệnh Kawasaki. Kawasaki Thứ ba là chúng ta cần phải xem xét về các cái xét nghiệm về cận lâm sàng của người bệnh. Các cái xét nghiệm cận lâm sàng thông thường của người bệnh thì thường nó thay hội đổi không có đặc hiệu. Và chúng ta thường thấy rằng là người bệnh sẽ thấy rằng là công thức máu thì cái số lượng bạch cầu trong máu nó thường nó bình thường hoặc là giảm. Và số lượng bạch cầu lympho nó thường giảm, đặc biệt là trong nhóm diễn biến nặng. Còn cái phản ứng C, reactive protein, thì nó thường bình thường hoặc là tăng. À, còn cái procalcitonin là cái PCT thường nó bình thường hoặc là tăng nhẹ và một số trường hợp nó có thể tăng nhẹ các cái men gan như ALT, AST hoặc là CK, LDH và chỉ trong một số những trường hợp diễn biến nặng thì có biểu hiện của suy đa cơ quan, à, suy đa tạng, rối loạn đông máu, à, tăng D-dimer hoặc là rối loạn điện giải và toan kiềm. cái tiếp theo là chúng ta sẽ xem xét về cái chẩn đoán hình ảnh tức là cái x quang của cái người bệnh thì theo kinh nghiệm người ta thấy rằng là nếu mà bệnh nhân được chụp ct thì nó sẽ tốt hơn x quang ngực chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện và phát hiện chính xác các cái tổn thương trên phổi của người bệnh khi mà chúng ta chụp ct hơn là chụp x quang ngực và chúng ta cũng phải lưu ý rằng là ở giai đoạn sớm hoặc là người bệnh chỉ có biểu hiện cái thể lâm sàng nhẹ là biểu hiện của viêm đường hấp trên thì lúc đó hình ảnh trên x quang nó sẽ bình thường và các cái dấu hiệu tổn thương trên CT ngực nó sẽ tùy theo cái giai đoạn của bệnh nhân mà nó theo giai đoạn tiến triển của người bệnh mà chúng ta sẽ chia làm bốn giai đoạn ở giai đoạn sớm tức là khoảng từ 0 cho tới 4 ngày sau khi khởi phát trình triệu chứng đó thì lúc đó chúng ta sẽ thấy trên chẩn đoán hình ảnh trên CT scan thì chủ yếu là bệnh nhân có biểu hiện của hình ảnh dạng kính mờ craw class với phân bố dưới màng phổi và chủ yếu liên quan nó thường nó nằm ở thùy dưới và tuy nhiên một số những bệnh nhân ở cái giai đoạn này thì nó có thấy cái uh, uh, ct ngực của người ta cũng có thể là bình thường thôi chứ không có cái tổn thương gì cả trong giai đoạn tiến triển tức là khoảng 5 tới tám ngày sau khi bệnh nhân khởi phát triệu chứng đó, thì uh, những cái phát hiện uh, nếu có tổn thương trên phổi thì thường diễn tiến nhanh liên quan tới hai phổi và nó phân bố nhiều thùy và các cái dấu hiệu hình ảnh mà chúng ta có thể phát hiện trên CT ngực của người bệnh này đó là dấu hiệu kính mờ ground glass. Thứ hai là chúng ta có thể phát hiện các cái dấu hiệu tổn thương mô kẻ với hình ảnh mô kẻ nốt lưới hoặc là hình ảnh dạng khảm tức là crazy pattern hoặc là các cái dấu hiệu đông đặc phổi và đặc điểm của dấu hiệu của những cái đông đặc phổi trên bệnh nhân này thì thường là nó phân bố dưới bằng phổi tức là ở ngoại biên và chủ yếu liên quan cái thùy dưới thì thùy dưới của phổi và cái đặc điểm là cái dùng đáy nó đưa vào đi vào cái màng phổi trong cái giai đoạn đỉnh tức là khoảng 9 tới 13 ngày sau khi khởi phát uh, triệu chứng đó thì chúng ta thấy dùng đông đặc nó trở thành dày đặc hơn và trong một số trường hợp nặng nó diễn biến tới tình trạng siêu hấp cấp ở người lớn ADS thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh phổi trắng tức là phổi nó sẽ xóa mờ cả hai phế trường của cái người bệnh và một số những phát hiện khác là chúng ta có thể phát hiện một số những cái giải sơ phổi. Trong giai đoạn hồi phục, tức là giai đoạn tái hấp thu, tức là sau 14 ngày sau khi khỏi phát triệu chứng, thì lúc đó trên hình ảnh CT ngực của người bệnh trong trường hợp mà bệnh nhân được diễn biến thuận lợi, thì lúc đó chúng ta sẽ còn không thấy cái hình ảnh dạng khảm, tức là dấu hiệu Crescent Pattern, dấu hiệu hình hình kính mờ, nó có thể vẫn còn tồn tại uh, ở người bệnh. Và đây là một số những cái dấu hiệu chúng ta thấy, đây là dấu hiệu của uh, tổn thương viêm phổi mô kẻ với hình ảnh nốt lưới cả hai phế trường trên cái phim phổi thường và cả trên cái phim phổi của CT scan và đây là dấu hiệu mặt kính mờ ground glass pattern các bạn sẽ thấy dấu hiệu mờ gần tiến tới đông đặc và trong cái mờ này đôi khi chúng ta thấy cái hình ảnh dấu hiệu của air bronchogram thì là dấu hiệu phế bản hơi trong cái dùng mặt kính mờ này và đây là dấu hiệu hình khảm present Bevan pattern nó giống như là dấu hiệu có một số thầy cô gọi là lát đá vỉa hè đó, giống nó từng ô từng ô và trong đó nó uh, uh, có dấu hiệu giống như hình lát đá và đây cũng là cái dấu hiệu Crescent Paving pattern đó là dấu hiệu dạng khảm, trên cái phim phủ thường thì ta thấy ngoài các cái dấu hiệu nó lưới, nó đóng thành từng ô từng ô và trên CT scan uh, thì chúng ta càng dễ dàng thấy dấu hiệu rõ của cái dấu hiệu uh, dạng khảm này đây là dấu hiệu đông đặc À, thì chúng ta thấy rằng là đông đặc ở cái bệnh nhân bị covid-19 thì nó có cái đặc thù là thường nó nằm ở ngoại vi và cái đáy lớn của nó nó tựa vào cái thành mạng phổi và các cái tổn thương đông đặc này nó thường xuất hiện à, ở thùy dưới của phổi. Và à, đây là cái sự phát triển của những cái đám đông đặc mờ ở bệnh nhân covid với những cái đặc điểm thường gặp mà tôi vừa trình bày ở trên và khi mà nó phát triển thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái khối đông đặc này với các cái hình ảnh emphysema nó có thể xuất hiện trong cái vùng đông đặc và nó tổn thương nó là đa ổ và khi nó tiến tới cái ADS tức là hội chứng nguy cập hấp cấp người lớn thì lúc đó ta sẽ thấy hình ảnh của phổi trắng lúc đó cái hình ảnh đông đặc nó sẽ lan tỏa cả hai phố trường phế trường và chúng ta sẽ thấy cái phổi của bệnh nhân nó giống như là cái phổi trắng như vậy thì về dấu chứng lâm sàng chúng ta dựa vào cái vấn đề dịch thể về biểu hiện lâm sàng của người bệnh, về biểu hiện xét nghiệm của người bệnh như thế nào và biểu hiện về trên hình ảnh của người bệnh như thế nào để chúng ta sẽ đưa ra các cái cặp về dấu chứng lâm sàng. Dấu chứng lâm sàng số 1 tức là dấu chứng lâm sàng về triệu chứng lâm sàng bệnh nhân có sốt và hoặc triệu chứng hô hấp Dấu chứng lâm sàng số 2, tức là bệnh nhân có các hình ảnh tương đối điển hình của COVID-19 trên phim X-quang hoặc là phim CT ngực. Và dấu chứng lâm sàng thứ ba đó là các cái xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu trong giai đoạn sớm thường bình thường hoặc là chà giảm và số lượng lympho thường giảm theo thời gian. Và chúng ta có thể đưa ra các cái tiêu chuẩn sàng lọc các cái trường hợp ca nghi ngờ COVID-19. Trường hợp sàng lọc số 1, khi mà bệnh nhân có yếu tố dịch tễ và bệnh nhân có dấu chứng lâm sàng có hai à, trong ba cái dấu chứng lâm sàng đó hoặc là ít nhất là bệnh nhân có dấu chứng lâm sàng số 1, tức là dấu chứng về các cái triệu chứng lâm sàng. Trường hợp thứ hai là trường hợp chúng ta nghi ngờ COVID-19 à, khi mà dịch tễ bệnh nhân thì không có nhưng mà bệnh nhân có đủ cả ba cái dấu chứng lâm sàng. Trường hợp thứ ba là dịch tễ bệnh nhân thì không có nhưng mà bệnh nhân có dấu chứng lâm sàng có một cho tới hai cái dấu chứng lâm sàng nhưng mà chúng ta không thể loại trừ bệnh nhân bị nhiễm covid 19 qua chẩn đoán hình ảnh với những cái dấu chứng về chẩn đoán hình ảnh mà tôi đã trình bày tương đối khá kỹ cho các bạn để lưu ý rằng là đó là những cái tổn thương trên phổi của cái trường hợp bị nhiễm covid 19 sau khi mà nghi ngờ rồi thì chúng ta sẽ tiến hành phết họng của bệnh nhân để làm cái xét nghiệm để chẩn đoán cho tới hôm nay thì cái xét nghiệm để xác định chẩn đoán một bệnh nhân bị nhiễm covid 19 là phải làm một cái xét nghiệm tìm axit nucleic tức là chúng ta phải làm real time pcr hoặc là giải trình tự gen từ các mẫu bệnh phẩm và để xác định chẩn đoán một cái bệnh nhân bị nhiễm covid 19 khẳng định rằng là chúng ta phải làm cái xét nghiệm real time pcr để chẩn đoán à, chúng ta cũng có thể xét nghiệm về phát hiện các cái kháng thể kháng thể huyết thanh mà cái mà chúng ta thường gọi là các cái test nhanh đó. tuy nhiên các cái xét nghiệm về phát hiện kháng thể huyết thanh là những cái xét nghiệm mà chưa thể uh, xác định chẩn đoán bệnh nhân đang bị nhiễm covid 19, mà nó chỉ chứng minh rằng là bệnh nhân đã từng bị tiếp xúc. Tuy nhiên cái xét nghiệm kháng thể kháng thể huyết thanh này nó có những cái trường hợp âm tính giả, do đó uh, cái giá trị của nó uh, có thể khẳng định rằng là chúng ta không thể sử dụng cái xét nghiệm để phát hiện kháng thể kháng thể huyết thanh để mà xác định một bệnh nhân đang bị nhiễm covid 19. Ngoài ra chúng ta cũng có thể à, dùng cái phương pháp phân lập và nuôi cái virus nhưng mà nó yêu cầu cái phòng lab kỹ thuật rất là cao và phải rất là an toàn thì chúng ta mới làm cái chuyện này và cho tới hôm nay thì chúng ta không sử dụng cái phương pháp này để xác định một cái trường hợp bệnh nhân đang bị nhiễm covid 19. Về các cái thể lâm sàng đây là một cái sự phân loại mới à theo cái phát đồ của bộ y tế của chúng ta so với cái phát đồ cũ và chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có thể phân loại những cái bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 theo à năm cái thể sáu cái thể lâm sàng sau đây. Cái thứ nhất là thể bệnh nhân không có triệu chứng, như tôi đã trình bày đó là những cái bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng ở chúng ta có khoảng 65% những người bệnh nhân bị nhiễm Covid nhưng mà không có triệu chứng lâm sàng À, tuy nhiên những cái người này nếu trong cái vấn đề dịch tễ học mà chúng ta khai thác và chúng ta làm cái xét nghiệm real time PCR dương tính thì à, cũng sẽ xác định những người này là những cái người bị nhiễm bệnh nhưng mà không có triệu chứng lâm sàng. Cái thứ hai là cái thể thứ hai là mức độ nhẹ, tức là bệnh nhân chỉ có biểu hiện của viêm viêm của đường hô hấp trên. thì trong cái trường hợp này người bệnh nhiễm covid 19 nó có các cái triệu chứng lâm sàng không có đặc hiệu của một cái trường hợp nhiễm siêu di với biểu hiện của trường hợp các cái biểu hiện của nhiễm siêu di mà biểu hiện của viêm đường hô hấp trên cấp tính có thể bệnh nhân sẽ biểu hiện của tình trạng sốt ho khan đau họng ngạt mũi mệt mỏi đau đầu đau mỏi cơ à, à, tức là những cái triệu chứng của giống như là nhiễm siêu di của đường hô hấp trên và bệnh nhân không có triệu các cái dấu hiệu của viêm phổi hoặc là thiếu oxy tức là không có các cái dấu hiệu của một cái nhiễm khuẩn của đường hô hấp dưới cái thể lâm sàng thứ ba tức là mức độ dừa tức là viêm phổi ở mức độ dừa à, thì trong các cái trường hợp này thì người bệnh sẽ biểu hiện của các cái tình trạng cái dấu hiệu của tình trạng viêm phổi với sốt ho có thể có đàm có khó thở có khó thở nhanh và không có dấu hiệu của viêm phổi nặng tức là không có biểu hiện của tình trạng siêu hấp và SBOC à, nó dưới 90% khi mà thở với khí trời. Khi mà chẩn đoán những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 với biểu hiện viêm phổi ở mức độ nhẹ trung bình thì chúng ta cần phải dựa vào lâm sàng. Tuy nhiên các cái hình ảnh x quang hoặc là siêu âm hoặc là CT phổi sẽ có thể cho thấy hình ảnh của viêm một phổi mô kẻ à, hoặc là các cái biến chứng của nó. Mức độ thứ 4 tức là biểu hiện ở một cái viêm phổi ở mức độ nặng. Trong cái trường hợp này thì uh, bệnh nhân uh, sẽ có biểu hiện của tình trạng sốt hoặc là có nghi ngờ nhiễm trùng hô hấp kèm theo các cái biểu hiện của một cái viêm phổi nặng tức là bệnh nhân có biểu hiện của tình trạng suy hấp với nhịp thở trên 3 lần 30 lần trong một phút biểu hiện của tình trạng khó thở nặng có thể kèm theo uh, có thấy có sự uh, tham gia của các cái cơ hấp phụ hoặc là bệnh nhân biểu hiện là độ bão hòa oxy qua da dưới 93% khi mà thở khí phòng thì lúc này chúng ta sẽ chẩn đoán dựa vào lâm sàng và chụp x quang phổi để tìm thấy các cái tổn thương trên phổi của các cái bệnh nhân này mức độ thứ năm là mức độ nguy kịch tức là bệnh nhân đi vào cái hội chứng nguy cơ hấp cấp tiến triển ARDS chúng ta sẽ thấy trong cái bệnh cảnh này các cái bệnh nhân có các cái biểu hiện tình trạng nhiễm trùng của đường hô hấp dưới mới hoặc là xấu đi trong vòng một tuần kể từ khi các cái triệu chứng lâm sàng và trong các cái trường hợp này thì bệnh nhân sẽ nhanh chóng tiến triển tới một cái tình trạng siêu hấp cấp siêu hấp nặng ADS. và trên à, hình ảnh X quang hoặc là CT scan à, ngực đó thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh mờ hai phế trường mà không phải à, là do tràn dịch hoặc là sẹp thùy phổi hoặc là các nốt ở phổi mà cái tôi trình bày hồi nãy là các cái tổn thương nó sẽ nhanh chóng lan tỏa hai phế trường và nó tiến tới cái hình ảnh phổi ta gọi là phổi trắng thì nó lan tỏa cả hai cái phế trường về cái nguyên trong khi mà chẩn đoán một bệnh nhân bị nhiễm bị IDS như thế này đó thì chúng ta cũng phải khảo sát ngay chẩn đoán ngay phân biệt với cái nguồn gốc của phù phổi không phải là do suy tim hoặc là quá tải dịch và để đánh giá cái tình trạng không phải là do phù phổi do suy tim hoặc là quá tải dịch này thì chúng ta cần phải đánh giá khách quan bằng cách siêu âm tim để loại trừ các cái phù phổi do cái tim phù phổi do áp lực thủy tĩnh và nếu không thấy các yếu tố nguy cơ khác thì lúc đó chúng ta trong cái bệnh cảnh lâm sàng mới chẩn đoán rằng là bệnh nhân đi vào cái ADS trong cái bệnh cảnh của bị nhiễm COVID-19 đối với khi mà bệnh nhân đã xác định bệnh nhân đi vào của ADS của nhiễm Covid-19 thì chúng ta sẽ đánh giá cái, cái tình trạng à, uh, siêu hấp của người bệnh uh, thiếu oxy máu uh, dựa vào các cái chỉ số một là chúng ta dựa vào cái chỉ số POC trên FOC tức là P trên F hoặc là nếu mà chúng ta chưa có làm ký máu động mạch thì chúng ta có thể dựa vào cái chỉ số uh, độ bao gồm oxy qua da SPOC trên FOC tức là S trên F thì chúng ta quy định rằng là những cái trường hợp ADS nhẹ khi P trên F nằm trong khoảng từ 200 cho tới 300 mm thủy ngân à, với PIP hơn là 5 cm nước à, trong trường hợp ADS vừa khi P trên F nằm trong khoảng từ 100 cho tới 200 mm thủy ngân và ADS nặng khi P trên F nhỏ hơn là 100 mm thủy ngân trong trường hợp chưa có à, làm được cái khí mót động mạch thì lúc đó chúng ta có thể sử dụng cái SBOC thì uh, chúng ta uh, ở những nơi mà không làm khí máu động mạch thì uh, chúng ta có thể sử dụng cái chỉ số S trên F, tức là SBOC trên F, AOC, gợi ý ADS khi S trên F nó nhỏ hơn 315. Một cái mức độ thứ sáu tức là các cái nhiễm uh, COVID-19 ở mức độ nguy kịch, có thể bệnh nhân đi vào cái bệnh cảnh của sepsis, tức là nhiễm trùng huyết Ở người lớn thì chúng ta thấy là người bệnh có những cái dấu hiệu của rối loạn chức năng của các cơ quan, như là thay đổi ý thức hoặc là bệnh nhân có biểu hiện của tình trạng khó thở hoặc là khó thở nhanh ở boc giảm thấp nhịp tim nhanh à, mạch bắt yếu chi lạnh và có khi bệnh nhân bị hạ huyết áp hoặc là nổi à, vân à, trên da bệnh nhân có thể có biểu hiện của tình trạng thiểu niệu hoặc là vô niệu và khi xét nghiệm có các cái biểu hiện của rối loạn đông máu giảm tiểu cầu nhiễm toan tăng lắc tác hoặc là tăng bilirubin máu nói chung là bệnh nhân có biểu hiện của tình trạng sepsis tức là bệnh nhân nhiễm trùng huyết. Tiến hơn một cái trường hợp mà nặng hơn nữa đó là bệnh nhân đi vào sốc nhiễm trùng, tức là ở người lớn, ngoài các biểu hiện của nhiễm trùng huyết thì bệnh nhân có biểu hiện của tình trạng, trạng sốc, tức là có tình trạng biểu hiện hạ huyết áp kéo dài mặc dù là chúng ta đã hồi sức dịch và chúng ta phải sử dụng thuốc vận mạch để bảo đảm được cái huyết áp động mạch trung bình nó lớn hơn 65 mm thủy ngân và lắc tác huyết thanh hơn là 2 mm trên lít thì trong những trường hợp này thì bệnh nhân có biểu hiện ta của tình trạng sốc nhiễm trùng có khi là bệnh nhân biểu hiện của những cái biến chứng nặng và nguy kịch khác như là nhồi máu phổi hoặc là đột quỵ hoặc là sản và chúng ta cần phải theo dõi à, sát và áp dụng các biện pháp chẩn đoán xác định khi nghi ngờ và phải có những cái biện pháp điều trị à, phù hợp Tùy theo cái thể lâm sàng của người bệnh Về chẩn đoán một cái bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 Thì chúng ta cũng biết rằng là Các cái biểu hiện của nhiễm COVID-19 Nó rất là vô cùng Nó bao gồm từ những trường hợp bệnh nhân Bị nhiễm bệnh nhưng mà không có triệu chứng Cho tới có triệu chứng Thì những cái triệu chứng đó Có khi từ nhẹ cho tới khi rất là nặng Có thể nguy hiểm đến tính mạng Và các cái triệu chứng của biểu hiện của một cái tình trạng nhiễm COVID-19 nó cũng giống như rất là giống với những cái trường hợp mà à, gây ra trường hợp viêm phổi hoặc là các cái nhiễm virus khác. Do đó, khi mà chúng ta trên lâm sàng mà chúng ta nghi ngờ một bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 thì chúng ta cũng cần phải làm xét nghiệm để chẩn đoán với một cái viêm đường hô hấp cấp do các các tác nhân thường gặp khác bao gồm những cái tác nhân gây dịch bệnh nặng mà chúng ta đã biết ví dụ như các cái trường hợp cúm mùa H3N3, H1N1 H3, cúm bi các cái trường hợp á cúm như là do nhiễm parainfluenza virus hoặc là do nhiễm virus hợp bào hô hấp uh, RSV (Respiratory Syncytial Virus) hoặc là các cái trường hợp nhiễm rhinovirus khác hoặc là adenovirus hoặc là có khi bệnh nhân chỉ là cảm cúm do các cái chủng coronavirus thông thường thôi chứ không phải là cái chủng coronavirus 19 này. Hoặc là có khi các cái biểu hiện đó là do các cái trường hợp do nhiễm vi khuẩn, kể cả vi khuẩn không điển hình, các cái atypical, của bacteria, hoặc là các cái trường hợp cúm da cầm, hoặc là các cái chủng coronavirus khác như SARS-CoV-1 hoặc là MERS-CoV. Hoặc là một số những cái tình, tình trạng khi mà bệnh nhân bị biểu hiện của tình trạng viêm uh, phổi nặng và đi vào, đặc biệt là đi vào ADS, thì chúng ta cũng cần phải... Uh, Uh, loại trừ các cái căn nguyên của viêm phổi nặng và ADS do các cái căn nguyên khác hoặc là do các cái bệnh mãn tính đi kèm uh, và dĩ nhiên trong những cái trường hợp này thì uh, chúng ta sẽ cần phải uh, làm cái real time PCR để chẩn đoán uh, COVID thì uh, chúng ta mới xác định được cái uh, chẩn đoán nguyên nhân của nó về cái xét nghiệm về chẩn đoán <laughs> và uh, giám sát bệnh đó thì chúng ta cần lưu ý các trường hợp sau đây với các cái trường hợp mà nghi ngờ bệnh khi nào là trường hợp nghi ngờ thì tôi đã trình bày với các anh chị và bộ y tế cũng có hướng dẫn cho chúng ta rồi thì với các trường hợp nghi ngờ bệnh thì dứt khoát là chúng ta cần phải phết hỏng bệnh nhân và làm xét nghiệm khẳng định chẩn đoán sạc covid một covid 19 cho bệnh nhân bệnh phẩm là chúng ta sẽ lấy dịch của đường hấp trên dịch ở dùng hầu họng hoặc là mũi họng để xét nghiệm xác định virus và xét nghiệm để khẳng định bệnh nhân hiện nay mà chúng ta chấp nhận đó là làm real time pcr trong trường hợp mà mẫu dịch của đường một số những trường hợp mẫu dịch của bệnh nhân đường hô hấp âm tính tuy nhiên bệnh cảnh lâm sàng làm cho chúng ta nghi ngờ nhiều quá à, bệnh nhân bị nhiễm covid và chúng ta không loại được thì trong trường hợp này chúng ta cần có thể phải lấy dịch của đường hô hấp dưới như là đàm dịch thuốc phế quản hoặc là dịch rửa phế quan năng qua cái soi phế quản và trong cái trường hợp mà người bệnh thở máy thì chúng ta có thể chỉ cần lấy cái dịch của đường hô hấp dưới để xét nghiệm là được rồi và cần khẳng định và lưu ý rằng là chúng ta không khuyến cáo việc sử dụng các xét nghiệm phát hiện kháng thể tức là các test nhanh để phát hiện kháng thể kháng cái covid 19 để chẩn đoán là người bệnh đang nhiễm covid 19 và như vậy thì uh, như phần trình bày của tôi đó chúng ta không sử dụng các cái test nhanh phát hiện kháng thể để chẩn đoán một bệnh nhân bị nhiễm covid 19 mà chúng ta để chỉ để khảo sát vấn đề dịch tễ thôi và để khẳng định một cái bệnh nhân đang là nhiễm uh, covid 19 thì bắt buộc là chúng ta phải làm cái real time pcr chẩn đoán covid 19 trong những cái trường hợp mà bệnh nhân nghi ngờ kể cả những cái bệnh nhân đã xác định được cái tác nhân thông thường khác thì chúng ta cần phải làm cái xét nghiệm khẳng định để xác định cái bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ít nhất là một lần. Và trong trường hợp mà những cái trường hợp bệnh nhân bị nặng và nghi ngờ nhiễm trùng huyết thì dứt khoát chúng ta cần phải cho bệnh nhân cấy máu và cần làm xét nghiệm bệnh phẩm để tìm các cái căn nguyên là vi khuẩn hoặc là virus khác nếu có các cái dấu hiệu lâm sàng nghi ngờ. Và trên những cái trường hợp nặng thì chúng ta cần phải làm đầy đủ các xét nghiệm cận lâm sàng và đánh giá thường quy về chẩn đoán cũng như là tình trạng nặng của người bệnh để chúng ta có thể chẩn đoán chính xác tiên lượng và theo dõi cũng như có kế hoạch điều trị một cách chính xác. Với những cái trường hợp mà bệnh nhân đã được chẩn đoán là COVID-19 rồi thì chúng ta cần phải lấy mẫu bệnh phẩm của dịch hô hấp và xét nghiệm nhắc lại với khoảng cách mỗi 2 cho tới 4 ngày hoặc là ngắn hơn nếu cần thiết cho tới khi bệnh nhân là bị âm tính và kết hợp với bệnh cảnh lâm sàng bệnh nhân đã ổn và chúng ta làm cái chuyện này cho tới khi mà kết quả nó là âm tính rồi thì lúc đó bệnh nhân mới đủ cái tiêu chí để mà có thể à, cho xuất viện được. Và dĩ nhiên là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân nhiễm Covid-19 dương tính được xác định bằng kỹ thuật real time PCR được à, được điều trị trong bệnh viện thì chúng ta phải áp dụng đầy đủ các cái biện pháp về vấn đề cách ly, về vấn đề phòng dịch và phải báo cáo dịch À, bệnh. thì à, phần trình bày của tôi đến đây là hết. xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. À, chào các bạn. À, chúng ta sẽ à, qua cái phần thảo luận. có một bác sĩ hỏi rằng là nếu mà kết quả PCR lần đầu thì âm tính mà đến lần thứ hai nó chuyển dương thì chúng ta có thể giải thích như thế nào? thì chúng ta cũng biết rằng là có thể khẳng định rằng là bây giờ cái xét nghiệm để mà chúng ta chẩn đoán một cái bệnh nhân bị nhiễm covid 19 thì phải lấy bệnh phẩm của đường hô hấp và sau đó chúng ta phải làm real time PCR một cái kết quả xét nghiệm real time PCR đối với cái chẩn đoán Covid-19 nó có độ nhạy rất cao và độ đặc hiệu rất là cao. Tuy nhiên nó cũng có thể có những cái trường hợp mà nó âm tính giả. Âm tính giả nó xảy ra trong những cái trường hợp như thế nào? Trường hợp thứ nhất đó là khi mà trong cái giai đoạn sớm của bệnh nhân đó thì lúc đó cái tích tụ của virus lúc đó thường chủ yếu là dùng hậu họng nhưng mà trong giai đoạn sớm thì có thể thể là cái virus này nó tích tụ ở dùng hậu họng nó không nhiều bởi vậy cho nên khi mà chúng ta làm phết cái hậu họng của bệnh nhân ở giai đoạn đó thì chúng ta không bắt được cái trường hợp nguyên nhân thứ hai cũng có thể rằng là cái kỹ thuật mà chúng ta phết hậu họng vì một lý do gì đó nó không chuẩn bởi vậy cho nên chúng ta không lấy đúng được cái chỗ của mà có virus bởi vậy cho nên cái kết quả của xét nghiệm của chúng ta nó là âm tính cái trường hợp thứ ba là người ta thấy rằng là có một số vì những cái lý do nhất định nào đó mà trong cái vấn đề dẫn chuyển mẫu nó có vấn đề nó làm cho cái kết quả mặc dù là dương tính nhưng mà nó âm tính cái trường hợp thứ tư đó là cái năng lực của cái phòng xét nghiệm đó có về trang thiết bị về con người làm có đúng chuẩn hay không. Có một số những trường hợp có thể rằng là cái xét nghiệm nó không đúng chuẩn bởi vậy cho nên nó có thể ra cái âm tính giả. Và như vậy thì rõ ràng rằng là có rất là nhiều một số những cái nguyên nhân nhất định nó làm cho cái bệnh nhân có thể là là nhiễm bệnh đấy nhưng mà làm cho cái kết quả của chúng ta lúc ban À, đầu làm sớm thì à, nó âm tính và như vậy thì à, thì à, những cái trường hợp này thì à, chúng ta thấy rằng là à, có những cái trường hợp lúc đầu nó âm tính hai ba lần nhưng mà sau đó thì nó lại à, dương tính trở lại cũng có thể nó là là một cái trường hợp như vậy còn cái khả năng thứ hai là à, trong cái dịch đợt một giờ rồi chúng ta thấy rằng là có những cái bệnh nhân sau khi mà cách ly đầy đủ rồi vân vân phết họng thì âm tính liên tục ba bốn lần nhưng mà đến à, những cái lần sau à, thậm chí là những cái lần sau 14 ngày thì chúng ta phết hỏng thì nó lại dương tính thì cái chuyện gì nó xảy ra nó có thể là rằng là à, nó có có phải rằng là nó tái phát lại cái 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 cái, cái, cái việc mà nhiễm cái con virus đó hay không thì à, cho tới bây giờ mình cũng không thể giải thích được cái chuyện đó tuy nhiên chỉ biết rằng là có những cái trường hợp là sau 14 ngày thì uh, bệnh nhân vẫn có thể là 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 nó chúng ta làm lại cái PCR thì là nó 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 dương tính. Thì uh, uh, bởi vậy cho nên cái chiến lược của chúng ta là trên những cái đối tượng mà F mà F1, F2 thì chúng ta sẽ phải làm uh, áp dụng các cái biện pháp cách ly uh, bệnh nhân người những cái nhóm này uh, là cho đến 14 ngày và lúc đó chúng ta sẽ liên tục làm các cái cái xét nghiệm về real time PCR của bệnh nhân và chúng ta thấy rằng là có những cái bệnh nhân lúc ban đầu nó âm tính nhưng mà về sau này thì nó dương tính thì cho tới hiện nay cái chiến lược để tránh bỏ sót thì chúng ta đã làm như thế có bạn hỏi rằng là chúng ta có thể áp dụng test nhanh covid trên những đối tượng là suy giảm miễn dịch như là HIV tiểu đường ung thư hay không thì thưa bạn giống như tôi đã nói đó nếu mà chúng ta sử dụng các cái test nhanh tức là cái phát hiện kháng thể uh, các test test nhanh phát hiện kháng thể thì những cái kết quả của các cái test nhanh này nó uh, nếu nó dương tính thì nó không có chứng minh rằng là bệnh nhân đang bị nhiễm covid 19 uh, uh, là covid 19 ý bạn muốn nói rằng là chúng ta sử dụng cái test nhanh này trên những đối tượng mà nguy cơ cao đó HIV, đái tháo đường, ung thư để mà nhanh chóng phát hiện bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 thì cái ý nghĩa của cái test nhanh này nó chỉ vậy thôi. Hơn nữa đối với cái test nhanh này đó thì nó có những cái âm tính giả cũng rất là nhiều. Ví dụ như trong cái giai đoạn người ta thấy rằng là một cái bệnh nhân mà bị nhiễm Covid-19 thì cũng phải mất một cái thời gian sau à thì nó mới sinh ra à, đầy đủ cái lượng kháng thể và đủ cái lượng kháng thể mà chúng ta à, có thể phát hiện được qua các cái test nhanh này chứ không phải là mới nhiễm là sau đó nó sẽ hình thành kháng thể à, thật là cao liền để mà chúng ta có thể phát hiện được do đó có những cái trường hợp âm tính vẫn có thể là âm tính giả trong cái giai đoạn đầu bệnh nhân chưa hình thành đủ cái lượng kháng thể để mà chúng ta có thể phát hiện qua các cái test nhanh này do đó À, nói tóm lại cho dù là trên những cái đối tượng suy giảm miễn dịch đái tháo đường hay ung thư mà chúng ta sử dụng các cái test nhanh này thì nó cũng chỉ gợi ý cho chúng ta à, rằng là bệnh nhân đã từng tiếp xúc với covid 19 chín thôi tuy nhiên chúng ta cũng cần phải à, để ý những cái trường hợp mà các cái test nhanh này nó âm tính thì chúng ta cũng không có lợi được và khẳng định cuối cùng là để xác định một cái trường hợp đang bị nhiễm COVID-19 thì chúng ta phải làm cái real time PCR để mà xác định chẩn đoán thôi. Một bạn hỏi đó là xin cho hỏi rằng là cái thời gian ủ bệnh tối đa giữa các chủng Covid có khác nhau hay không? Thì cũng như trong trình bày tôi tôi đã đã nói với các thưa các bạn qua cái kinh nghiệm diễn biến của cái đợt Covid-19 vừa rồi, đầu tiên nó xuất hiện vào uh, tại thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc và sau đó nó lan trên khắp thế giới. Thì người ta thấy rằng là um, các cái uh, thời gian ủ bệnh trung bình của uh, một cái uh, Covid-19 uh, là từ 2 cho tới 14 ngày và cái thời gian uh, trung bình để mà bắt đầu nó phát hiện triệu chứng là khoảng từ 5 cho tới 7 ngày sau khi nhiễm cái uh, Covid. Tuy nhiên uh, những cái nghiên cứu uh, gần đây nhất tại Trung Quốc tại một trường đại học của ở bên Mỹ à, tại Mỹ à, Bỉ và có bốn cái nơi nghiên cứu thì người ta thấy rằng là à, cái COVID-19 mà trong đợt một đó đó thì cái thời gian ủ bệnh trung bình không phải là 5 tới 7 ngày mà thời gian ủ bệnh trung bình nó là 8,23 ngày. Nói như vậy để cho thấy rằng là đó là cái thời gian ủ định trung bình để mà triệu chứng nhưng mà cái thời gian mà gọi là ủ bệnh để phát hiện triệu chứng mà chúng ta từ trước giờ chúng ta chấp nhận là tin tưởng là từ 2 tới 14 ngày. Chính vì cái chuyện đó, do đó chúng ta mới lấy cái mốc là để cách ly những cái đối tượng mà có uh, tiếp xúc uh, uh, với uh, đối tượng bị bệnh mà cách ly thời gian cách ly là khoảng 14 ngày đó thì chúng ta lấy cái kiến thức cũ đó. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cũng qua cái uh, đợt Covid-19 vừa rồi uh, uh, đợt 1 đó thì chúng ta thấy rằng là có những cái bệnh nhân là sau 14 ngày mới bắt đầu phát hiện phát triển triệu chứng và lúc đó các cái xét nghiệm mình làm cái real time PCR phết hồng của những người bệnh này sau 14 ngày nó mới bắt đầu để dương tính như vậy thì quay lại cụ thể cái câu hỏi của bạn đó là thời gian ủ bệnh tối đa giữa các chủng covid có khác nhau hay không thì đó là những cái mà kiến thức mà chúng ta biết được qua cái đợt covid đợt đầu à, đợt đầu còn bây giờ chúng ta chuẩn bị thế giới có vẻ như là đi vào cái một cái đợt covid đợt hai. Với những cái biến chủng của covid thì hiện nay chúng ta đang à, có à, áp dụng những cái kiến thức nó giống như kỳ trước thôi. Còn hiện nay thì nó đang diễn biến của cái đợt covid à, 19 với những cái đợt những cái con covid biến chủng như thế này thì cái đặc điểm lâm sàng nó có gì thay đổi hay không thì thật ra mình cũng phải chờ có những cái ca lâm sàng nhiều thì lúc đó chúng ta mới có những cái đúc kết rõ ràng. À, hơn à, một cái một cái câu hỏi khác của bạn đó là mấy hôm nay có các ca bệnh xét nghiệm hai lần âm tính tiếp xúc quá 14 ngày hôm nay nó bị À, một bạn hỏi là khi khi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu có chỉ định theo dõi khí máu động mạch trên những cái bệnh nhân bị covid 19 à, covid 19 thì thưa các bạn giống như là tôi đã trình bày à, cái phát đồ mới của bộ y tế mình thì chia ra à, các cái thể lâm sàng của bệnh nhân bị nhiễm covid 19 nó gồm có 6, 5 nhưng mà là 6. nếu cộng thêm cái thể mà không có triệu chứng thì chúng ta nói là 6 nhưng mà có triệu chứng từ nhẹ cho tới nặng thì coi như là 5. Như vậy thì một trong những cái thể lâm sàng của cái bệnh nhân mà bị nhiễm COVID-19 đó là khi nó gây ra một cái viêm phổi, tức là một cái viêm nhiễm của đường hô hấp dưới là cái viêm phổi. Cái viêm phổi nó có thể nó chỉ là một cái viêm phổi ở mức độ nhẹ, có thể mức độ trung bình nhưng cũng có thể mức độ nặng hoặc là rất nặng đi tới cái ADS. Như vậy thì khi nào mà bệnh nhân có nhiễm Covid-19 có biểu hiện của viêm phổi nặng mà có biểu hiện của tình trạng siêu hấp thì lúc đó chúng ta sẽ phải can thiệp mạnh hơn và dĩ nhiên tới lúc đó chúng ta phải cần phải làm khí máu động mạch. Như vậy cụ thể đó là trên những cái trường hợp nào? Những cái trường hợp mà nhiễm Covid-19 có biểu hiện của tình trạng viêm phổi nặng với biểu hiện của tình trạng có biểu hiện của tình trạng siêu hấp như tôi đã trình bày đó. Khi mà bệnh nhân có biểu hiện của tình trạng siêu hấp, ít À, nó dưới 93% à, dưới 93% khi mà bệnh nhân có tình trạng siêu hấp với cái nhịp thở tăng trên 30 lần một phút khi mà bệnh nhân biểu hiện tình trạng siêu hấp với cái biểu hiện của tình trạng khó thở và có biểu hiện của khó thở đến mức mà cần phải có sự tham gia của các cơ hóa phụ và thậm chí có biểu hiện của tình trạng siêu tím thì trong những trường hợp đó ta biết rằng là bệnh nhân có biểu hiện của tình trạng viêm phổi nặng có siêu hấp À, và thì à, lúc đó chúng ta đương nhiên là bên cạnh cái việc theo dõi bằng cái BOC tức là đo bộ độ bảo hòa và oxy qua da thì lúc đó chúng ta cần phải làm có khí máu động mạch à, để mà theo dõi sát và chúng ta có chiến lược xử trí bệnh nhân một cách thích hợp còn dĩ nhiên là khi mà bệnh nhân đã di đi, đi vào cái tình trạng ADS tức là xương xương, xương hấp cấp ở người lớn đó cái trường hợp nặng rồi thì cái trường hợp đó đương nhiên là chúng ta phải làm khí máu động mạch để chẩn đoán và theo dõi cái chiến lược điều trị của chúng ta. À, có một cái câu hỏi bạn hỏi là cho em hỏi rằng là xét nghiệm DDM và lactate có vai trò như thế nào trong quá trình theo dõi người bệnh COVID-19? Thì à, à, các bạn à, như trong bài trình bày à, đó thì các bạn để ý rằng là bệnh nhân có thể <laughs> có thể à, sẽ chuyển qua à, có một cái dạng lâm sàng À, một cái dạng lâm sàng nặng đó là à, cái biểu hiện của tình trạng à, 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 nhiễm trùng huyết, à, sốc nhiễm trùng hoặc là những cái à, thậm chí nó đi tới cái tổn thương đa tạng mót, à, mốt tức là tổn thương đa tạng là những trường hợp rất là nặng và tỷ lệ tử vong nguy cơ cao. thì à, người ta thấy rằng là à, với những những cái trường hợp mà nặng à, nặng như thế đó thì à, thì à, Tiên lượng là những bệnh nhân nặng thì đương nhiên là nó sẽ có sự biến đổi về D-dimer Và vấn đề lắp tác trong máu của người bệnh Và trong những trường hợp đó thì chúng ta sẽ phải xét nghiệm các cái xét nghiệm này Để đánh giá cái mức độ nặng cũng như tổn thương đa tạng của người bệnh Tuy nhiên giống như cũng tôi đã trình bày cho các bạn đó Thì người ta tiên lượng rằng là những cái đối tượng mà sau đây thì sẽ có thường là nó sẽ có diễn biến nặng đó là những cái đối tượng mà lớn tuổi thường là trên 60 tuổi cái thống kê của Việt Nam của mình là cái lứa tuổi trung bình của cái bệnh nhân mà bị bệnh nặng là khoảng từ 61 tuổi trở lên cái thứ hai là bệnh nhân có nhiều bệnh nền bệnh nhân có nhiều bệnh nền và cái thống kê của các cái bệnh bệnh nhân mà thường nhiều bệnh nền mà diễn tiến nặng đi tới tử vong của mình của người Việt Nam của mình đó đó là các trường hợp mà suy thận mạng nhất là suy thận mạng giai đoạn nặng tăng huyết áp đái tháo đường đái tháo đường đó là ba cái bệnh đi kèm mà chúng ta thấy rằng là một cái dấu hiệu thứ ba để chứng minh rằng là để theo dõi một cái bệnh nhân có khả năng nguy cơ sẽ tiến triển nặng đó là đi nay và cái tát của bệnh nhân cái sofa nó sẽ sẽ tăng lên thì thành ra là trong những cái trường hợp đó thì nó vừa có ý nghĩa để mà chúng ta chẩn đoán trong trường hợp mà bệnh nhân bị nặng suy đa tạng mà cũng là một cái dấu hiệu để tiên lượng rằng là bệnh nhân này có khả năng là sẽ đi vào cái một cái trường hợp nặng. Vậy là chúng ta có thể sử dụng cái test nhanh antigen tức là xét nghiệm kháng thể để phát hiện các cái chúng ta có thể sử dụng các test nhanh antigen để phát hiện các protein của sars cov 2 trong dịch mũi và hầu họng được không à, à, cm có kháng nguyên chứng minh có kháng nguyên của virus thì à, các bạn cũng 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 biết rằng là à, đối với các cái test nhanh của antigen thì thường thường là chúng ta sẽ lấy máu tuy nhiên cũng có một, một số những trường hợp là chúng ta à, có thể À, sử dụng các cái à, dịch dịch ở à, hầu họng cũng được à, à, cũng được nhưng mà chủ yếu là chúng nếu mà chúng ta phát hiện các cái kháng à, kháng thể thì chúng ta sẽ tìm cái kháng thể ở trong máu là là, là 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 chủ yếu hơn nữa khi mà chúng ta làm lấy một cái giọt máu à, của người bệnh à, à, chích ở à, đầu ngón tay lấy thì lúc đó nó sẽ an toàn, an toàn hơn. Do đó người ta không áp dụng các cái biện pháp mà chúng ta sử dụng lấy các cái dịch ở hầu hậu họng để sử dụng các cái tìm các cái kháng nguyên antigen của người bệnh. Vâng, có một cái câu hỏi nữa. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là có một số những cái bệnh nhân bệnh cảnh lâm sàng thì chúng ta nghĩ nhiều tới vì một lý do gì đó mà chúng ta nghĩ nhiều hoặc là không loại được rằng là bệnh nhân bị nhiễm covid 19 nhưng mà cái xét nghiệm uh, chúng ta cho phết họng để mà làm cái real time pcr cái xét nghiệm ban đầu của bệnh nhân lại âm tính thì lúc đó mình sẽ phải xử lý như thế nào bạn hỏi như thế thì uh, từ các bạn nếu đúng là cái trường hợp uh, bệnh cảnh lâm sàng vấn đề dịch tễ nè vấn đề lâm sàng nè đặc biệt là trên cái phim uh, x-quang của người bệnh mà chúng ta nghi ngờ nhiều quá là cái trường hợp này là do uh, Covid-19 mà bây giờ chúng ta làm cái phết họng